Yên Hòa là một trong những bản xa nhất của xã biên giới Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, nằm bên lập bên dòng nậm nơm chảy xiết. Từ trung tâm huyện phải vượt gần 60 km đường rừng để đến bản này, cách trung tâm tỉnh Nghệ An khoảng 300 km. Đúng như tên gọi, bản Yên Hòa tĩnh mịch, không khí thoáng đáng. Trên đỉnh núi xa, một ngọn tháp cổ với lối kiến trúc cổ xưa rất hiếm gặp ở Việt Nam, thấp thoáng giữa những nếp nhà sàn của bản làng ven sông. Theo người dân địa phương, tháp cổ được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ bảy, nơi đây từng có một ngôi chùa có nhiều vị sư tu hành và truyền bá đạo Phật. Tháp tọa lạc trên nền đất rộng có chiều cao khoảng 30 mét. Tòa tháp này gồm 3 phần, móng, thân tháp và ngọn tháp. Phần móng và thân được tạo thành một khối vuông có cạnh dài khoảng 5 mét. Toàn bộ tháp được xây chủ yếu bằng gạch đỏ nung và gắn kết với nhau bằng vữa, vôi và mật trộn lại với nhau. Tháp cao nhọn, chân tháp lớn và nhỏ dần lên theo ngọn từng tầng, phía trên cùng vót lại. Kiến trúc tháp mang đậm phong cách Phật giáo có sự kết hợp hài hòa giữa uy nghiêm cổ kính với cảnh quan thanh nhã. Tháp có vẻ đẹp độc lạ so với những ngọn tháp cổ thường thấy ở các địa phương khác. Các hoa văn được thiết kế cầu kỳ tinh xảo nhưng tiếc thay đã bị bong chóc đứt đoạn. Xung quanh thần tháp, các tự Phật đầu đội mũ, hai tay chắp trước ngực, thần thái khoan thai không dính bụi trần. Già làng Kha Văn Thảo, 91 tuổi, trú tại bản Yên Hòa bật mí về những câu chuyện linh thiêng, huyền bí liên quan đến tháp này. Theo già Thảo, lúc già con nhỏ, vào buổi tối nhìn lên tháp sẽ thấy mắt ngọc chiếu ánh sáng lấp lánh. Nhưng rồi một người ở dưới xuôi lên Mỹ Lý Công Tác đã dùng súng AK bắn vỡ mắt ngọc. Sau đó ông này bị mù khiến dân làng xôn xao. Năm 1986 tháp hư hỏng nặng, nguy cơ đổ sập cũng là do kẻ xấu trộm tự Phật. Nơi nào có hoa văn là nơi đó chúng đục thủng tìm cổ vật, từ chân tháp lên đỉnh có đến 20 lỗ. Thảo kể những người phá hoại tháp và trộm tượng phật ở tháp đều đã bị quả báo nặng nề. Gắn với đó là những câu chuyện mà già Thảo kể về những người này. Chẳng biết tính xác thực đến đâu hay chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tư truyền ấy càng khiến người dân Yên Hòa xem tháp cổ Linh Thiêng nên giờ đây không ai dám đến trộm đồ hay phá tháp nữa. Cạnh tháp cổ này có cây bồ đề hàng trăm tuổi. Theo các bậc cao niên ở bản Yên Hòa, dù cây bồ đề hàng trăm tuổi nhưng đây chỉ là cây con. Cây mẹ đã chết từ trăm năm trước. Cây con lớn lên bao phủ che chắn gió táp mưa xa để tháp trường tồn. Dưới tán cây bồ đề vào ngày rằm hai ngày mùng 1 hàng tháng, người dân bản Yên Hòa và các bản khác trong vùng thường mang lễ vật hương nhang đèn đến để cầu bình an, may mắn, mưa thuận gió hòa. Nhiều năm qua, tháp cổ đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân miền Sơn Cước. Bà con người dân tộc Thái mông khơ mú ở các bản trong xã đều coi tháp cổ và tượng Phật là những báu vật linh thiêng của vùng đất này, nên ngày lễ Tết họ thắp nhang cầu cho được mùa lúa mùa ngô. Hay khi người dân bị hạn hán cũng đến tháp hương cầu mưa, bị dịch bệnh cũng đến tháp hương xin an lành. Một số nhà nghiên cứu cho rằng tòa tháp cổ này là công trình Phật giáo của giáo phái tiểu thừa di cư từ Thái Lan qua Lào và Việt Nam, được xây dựng từ khoảng năm 1008. Trải qua một thời gian dài do ảnh hưởng thời tiết và các điều kiện bên ngoài, tòa tháp hiện đã bị hư hỏng và xuống cấp nặng nề, một phần chân tháp đã bị đổ sập. Trước thực trạng trên, Ủy ban xã Mỹ Lý đã cho cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân và du khách tham quan. Đồng thời, xã cũng đã kiến nghị các cấp các ngành liên quan có phương án bảo tồn tháp, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có ý kiến phương án bảo tồn cho ngôi tháp này. Lãnh đạo xã Mi Lý cho biết trước đây có một số nhà sư ở và trông coi ngọn tháp cổ này, nhưng một thời gian sau đó đã rời đi. Được biết xã Mi Lý từng có cả một quần thể tháp cổ, ngoài tháp này là tháp lớn nhất còn có ba tháp nhỏ ở bản siêng trên, siêng tắm và bản thả lầy, này là bản hòa lý. Ba tháp này đã bị đổ từ lâu, nay không còn phế tích, duy nhất chỉ còn tháp cổ lớn này vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.